안녕. trở lại YouTube channel của Oxen Shop. Bây giờ thì mình đã quay lại địa chỉ quen thuộc của Oxen tại 250 Kim Ngưu để săn đồ sale. Các bạn phải đi với mình nhé. Chương trình sale lần này của Oxen sẽ diễn ra trong tận 4 ngày liền, là từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9, với những món đồ siêu siêu hot được sale off từ 10% đến 50%, và một số món đồ thậm chí còn đồng giá từ 5.000, 10.000 và 20.000 nữa. Vậy thì để xem trong một biển đồ sale như thế này thì mình sẽ mua được những món đồ gì hay ho nhé. Wow, đúng là nhìn đồ sale xong mà hoa mắt chóng mặt. Nhưng dù sao thì mình cũng đã thu được về kha khá chiến lợi phẩm, nặng trĩu cả giỏ đồ rồi đây này. Ta-da, đây là toàn bộ chiến lợi phẩm mình đã mua được ngày hôm nay tại Oxen Shop. Oxen Shop thì có chương trình sale từ ngày 27 đến ngày 30 thôi, nên là mình đã phải tức tốc đi mua đồ ngay. Tất cả sản phẩm ở đây thì đã có giá sale từ 5% cho đến 50%, và có những rất là nhiều đồ đồng giá khác nữa. Mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn những sản phẩm mà mình đã mua được ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì mình có mũ bucket hat, lây lóc này, kính, kể cả cái kính này nữa, có dây buộc tóc và ví. Tất cả sản phẩm này thì đã sale 5%. Để lại đây. Tiếp theo thì mình có cái đây, trời ơi, có túi sale và cái túi này nữa, là túi này là 20.000, 20%, xin lỗi các bạn. Từ nay là sale 30%. Và mình cực kỳ là tâm đắc những cái món đồ sau đây. Có cái món đồ này, và mình đang kẹp hai cái trên đầu rồi. Cái này thì sale tận 50%, là còn 10.000 cho hai chiếc. Cả cái set này cũng đang sale 50% nữa. Cái này cũng sale 50% nữa, mà cái này có tận 3 dây, mix cho 3 bộ khác nhau thì cũng rất là ok. Mình có mua một số pin để cài vào áo này, hoặc là cài vào ba lô, hoặc là cài vào hộp bút cũng được. Nhưng món đồ này thì là sale 5%. À đây, còn cái ô này nữa. Ô này rất là to, nó sale tận 50% liền. Mình có thể dùng ra ngoài đường khi đi bộ. Ở đây thì mình có mua được một số đồ đồng giá, như đôi dép này thì có 40.000 thôi. Kính râm thì là 20.000, và khuyên tai là đồng giá 30. Và với toàn bộ số sản phẩm ngày hôm nay thì mình sẽ mix theo 3 phong cách khác nhau, đó chính là cá tính, bánh bèo và một style nữa, thì các bạn xem đến cuối clip để xem nhé. Đây chính là bộ outfit của mình ngày hôm nay, và giờ mình sẽ sử dụng những món đồ sale vừa mới mua được để mix thành 3 phong cách khác nhau nha. Và giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ mix một phong cách vô cùng là năng động và trẻ trung. Mình nghĩ mình sẽ biến tấu mái tóc một chút với những chiếc kẹp tóc sặc sỡ. Đây là món đồ mình thích nhất luôn á. Trông mấy chiếc pin nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi, nhưng mà sẽ tạo điểm nhấn cực bắt mắt cho chiếc phông đơn giản này đấy. Ta-da, cá tính thì đương nhiên không thể thiếu một chiếc choker rồi. Đôi lace lock hoa cúc siêu đáng yêu thế này đây chính là vũ khí bí mật khiến đôi giày của mình nổi bần bật khi đi ra ngoài luôn. Thêm một chiếc túi đeo chéo nữa là hoàn thành xong outfit năng động trẻ trung này đây. Sẵn sàng xách đồ dạo phố thôi nè. Cuối cùng, hô biến thêm một em bucket hat vừa cute vừa che nắng, che bụi cũng ok la lắm nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong outfit đầu tiên rồi đấy, anh em thấy ổn không? Tiếp theo, bánh bèo chính là style thứ hai mà mình lựa chọn. Nhắc đến bánh bèo thì mình phải tức tốc đi tìm ngay một em hoa tai đơn giản và xinh xắn chứ nhỉ. Mình là một người mà khi đi ra ngoài đường thì không thể nào mà thiếu kẹp tóc được. Mình sẽ chọn cho phong cách bánh bèo một set kẹp tóc màu vàng gold cực kỳ là nổi bật sang chảnh, mà không kém phần nữ tính này đây. Chọn cho mình một chiếc túi trong để làm điểm nhấn cho outfit điệu đà lần này. Mình sẽ đựng ví, điện thoại và một số đồ bánh bèo đáng yêu ai cũng phải liêu siêu nè.
đeo thêm một chiếc kính nữa cho xinh nha. Và để thêm phần nổi bật hơn, mình sẽ đeo thêm một chiếc thắt lưng hologram và dùng một chiếc scrunchie để làm vòng tay nữa. Và thế là xong một outfit style bánh bèo nữ tính rồi nè. Ok, chuyển sang outfit tiếp theo thôi. Và đây chính là chùm cuối của ngày hôm nay, style bất chấp. Nhiều khi quá là lười mà vẫn phải thò mặt ra ngoài đường thì cứ full set quần pyjama, áo chống nắng, kính râm, ô và cả dép tông nữa là chắc dạ không cần phải lo nghĩ gặp crush hay là người yêu cũ đâu nha. Vì bịt kín như thế này rồi còn ai nhận ra là mình đang xấu xí nữa. Tất cả đồ trong style bất chấp này đang được sale giá sốc rồi nha. Yeah, vậy là một ngày săn sale của Option Shop của mình đã thành công rực rỡ. Các bạn thấy ba phong cách vừa rồi như thế nào? Hãy comment ngay xuống dưới để cho bọn mình biết thêm nhé. Còn bây giờ, bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, quên mất, các bạn nhớ like, share, subscribe kênh YouTube channel của Option Shop nhé. Và nhớ ấn cả quả chuông bên cạnh để lót dép hóng những video mới của chúng mình nữa. Bye bye.